Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ Sáu, ngày 16 tháng 2 năm 2024, Truyền thông Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cho Trường Yêu Thương Cho Không và các thầy tại ấp Dòng Lớn, xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Sáng hôm nay, phòng khám nhộn nhịp hơn ngày thường. Nhiều bệnh nhân đã tìm đến đây đông hơn so với những ngày trước đó. Lần lượt các bệnh nhân và các thầy đã đến bàn thờ Chúa Cha Pedro Nguyễn Văn Tường thắp nén hương cầu nguyện cho một ngày tốt đẹp, bình an, bệnh nhân được sớm lành bệnh để trở về với gia đình, người thân. Mới sáng sớm, Truyền thông Thành Võ đã đến tại phòng khám sau khi thắp hương cầu nguyện Chúa và Cha Pedro Nguyễn Văn Tường ban hồng ân để phù hộ cho Truyền thông Thành Võ thực hiện tốt nhiệm vụ và lâu dài tại phòng khám. Đồng thời, Truyền thông Thành Võ nhìn thấy một chiếc xe 7 chỗ màu trắng, biển số kiểm soát 93 Bình Phước, là phương tiện chở bệnh nhân Trần Thị Quyên, 49 tuổi, bị ung thư đại tràng ở Bù Đốp, Bình Phước, đến phòng khám viết đơn xin đăng ký hỗ trợ điều trị ung thư. Bệnh nhân Trần Thị Quyên đã đến bác sĩ của bệnh viện Tây Y trước đó. Sau nhiều lần quá trị, sức khỏe của chị Quyên đã cạn kiệt, nhưng tình hình bệnh ung thư vẫn tái lại. Bệnh nhân Trần Thị Quyên cho biết: Thưa chị cho em biết họ tên, quê ở đâu, ở từ đâu tới vậy? Tên là Trần Thị Uyên ở Bù Đốp, Bình Phước. Trần Thị Quyên Trần Thị à. Rồi, bệnh tình của chị như thế nào? Uyên bị ung thư đại tràng giai đoạn 4. Cái biểu hiện như thế nào và đi khám bệnh ở đâu? Đau, bị đau bụng, đau quặn bụng từng cơn, rồi đi khám tổng quát thì ra bệnh. Ở đâu, khám ở đâu? Khám ở bệnh viện Ung bướu 1, kết luận là có khối u ở đại tràng, người ta lấy tinh khiết đi xét nghiệm rồi ra là bị ung thư đại tràng. Rồi cái cách điều trị như thế nào? Rồi xong rồi chuyển qua ung bướu cơ sở 2, cắt cắt nối, cắt bỏ cái khối u. Rồi hiệu quả sao, thấy 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 Ừ. khả quan không? Cắt xong thì thấy cũng không còn đau nữa, cũng khỏe lại. Truyền hóa chất vào thì người mệt, không ăn uống được, mệt quá thì ngừng. Mấy toa đầu là vẫn thì nó chỉ mệt một tuần đầu thôi, sau là khỏe mạnh, ăn được bình thường. Đến toa thứ 6, thứ 7 là mệt quá, nó thuốc vào mệt, ăn uống không được. Rồi bắt đầu cái bệnh nó như thế nào? Bệnh thì nói chung bây giờ là trong bệnh thì thấy bình thường, chỉ là người nó yếu thôi chứ không có đau đớn gì. Từ lúc ngừng uống thuốc, nó uống thuốc nhiều vào, vừa truyền hóa chất vừa uống thuốc vào, cái nóng có tử nóng rát thì vùng bụng nóng, ăn uống không được. Sao chị biết nơi này mà chị tới đây vậy? Cũng nhiều người đi khám rồi, người ta chỉ cho người lên đây khám. Chị hiểu như thế nào về cái cách trị ở đây không? Lần đi có tìm hiểu không? Trước khi đi á. Cũng có tìm hiểu qua những người ta khám trước rồi thì cũng biết là bác sĩ đây là cho ăn ăn như kiểu ăn chay để khống chế các virus. Thì theo hiểu nôm na như vậy chứ cũng không hiểu được bao nhiêu. Dạ. Vậy là chị quyết định xuống đây. Dạ. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, hôm nay Truyền thông Thành Võ xin giới thiệu các bước khám bệnh, hỗ trợ điều trị ung thư diễn ra hàng ngày tại phòng khám cho Trường Yêu Thương Châu Đông và các thầy tại ấp Dòng Lớn, xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Đầu tiên, bệnh nhân và người nuôi đi đến phòng khám gặp bảo vệ xuất trình thẻ xác nhận họ tên, quê quán, thầy nào hỗ trợ khám bệnh.
đến nơi thờ Chúa, thờ cha Pedro Nguyễn Văn Tường, thắp hương cầu nguyện. Tiếp theo, bệnh nhân đến nơi tiếp nhận hồ sơ bệnh nhân để lấy phiếu khám bệnh. Đồng thời bệnh nhân đến gặp thầy Võ Duy Tiến, thầy Nguyễn Thanh Quý và thầy Nguyễn Tấn Thâm để được kiểm tra sức khỏe, tùy thuộc vào căn bệnh được chỉ định các thầy hỗ trợ khám bệnh. Khắp muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Hãy
về niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng bị các vết thương hở bên ngoài sẽ đến nơi đắp thuốc nam để các thầy hỗ trợ đắp thuốc hàng ngày. Còn những bệnh nhân bị đau nhức vết thương bên trong cơ thể sẽ được chăm cứu xoa bóp ấn huyệt hàng ngày. Nước tinh khiết và được tư vấn về kiến thức nấu cháo nano, thảo dược nano, chế độ sinh hoạt hàng ngày, kiểm tra, ghi chép toàn bộ những chế độ ăn, uống, ngủ, nghỉ, vệ sinh, thể dục dưỡng sinh và các hoạt động thường ngày khác. Đồng thời bệnh nhân trả lại phiếu hỗ trợ khám bệnh tại nơi tiếp nhận hồ sơ bệnh nhân. Cuối cùng, bệnh nhân gặp lại bảo vệ trước cổng để lấy thẻ xác nhận danh tính và ra về nơi nhà trọ. Đây là các bước hỗ trợ điều trị ung thư cho bệnh nhân ung thư tại phòng khám Cha Tường Yêu Thương cho không và các thầy tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Truyền thông Thành Võ xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị. Thân ái kính chào.
Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Truyền thông Thành Võ xin hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường yêu thương cho không tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Nơi Thành Võ đang đứng là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh và trường đại học Trà Vinh 1 km. Thành Võ chuẩn bị di chuyển vào quốc lộ 53 hướng đi cầu ngang Duyên Hải, sau đó rẽ phải vào quốc lộ 53. Phòng khám Cha Tường yêu thương cho không làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần, chiều thứ bảy và chủ nhật được nghỉ. Đi thẳng khoảng 15 km nữa sẽ gặp nhà thờ Phước Hảo. Sau đó chúng ta sẽ đến cổng chào của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 5 km nữa, chúng ta sẽ gặp nhà thờ Vinh Kim. Đi tiếp khoảng 1 km, chúng ta sẽ gặp biển báo phía tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn. Sau đó, theo hướng chỉ dẫn vào nhà thờ Dòng Lớn là rẽ trái và đi tiếp, nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn. Nhưng chưa đến nhà thờ Dòng Lớn thì chúng ta thấy biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải theo hướng chỉ dẫn đến phòng khám và sẽ tới nơi. Thân ái kính chào.